trái ta sau này. Có nụ hồng không phải vì lonely after midnight. Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng tim mình mới dại. Đó không phải tình yêu, tại sao tìm cách để xoay lại. Nghe nói bạn không ưa mình, xui thế, mình yêu bạn quá cơ. Chắc cũng trong tiết sang trời chờ đông, những ngón tay ta đan chặt, nhìn nhau thật lâu và chẳng cần nói điều gì. Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải vì lonely after midnight. Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng tim mình dại. Đó có